Thưa sư cho, con xin hỏi sư là một người muốn xuất gia nhưng vì sức khỏe không tốt, thường xuyên bệnh tật, vậy có nên xuất gia không? Và nếu như xuất gia, liệu có chuyển hóa được nghiệp bệnh tật không? Thưa với quý vị đó, là nếu như quý vị hỏi lời khuyên của sư thì trừ khi quý vị sẵn sàng tử vì đạo thì hẳn xuất gia. Chứ đừng có suy nghĩ là mình xuất gia mình sẽ hết bệnh. Tức là mình á, chừng nào mà mình có sẵn sàng á, là mình chịu căn bệnh đó, mình xuất gia và mình thực hành cho tới chết á, thì lúc đó hẳn xuất gia. Tại vì sao? Thứ nhất là cái nếu như bệnh là do nghiệp á, thì không tránh được, không có sửa được nha. Như là Thế Tôn bị đau lưng nè, hoặc là một vài vị tỷ kheo là bị bệnh bao tử nè, bị kiết lỵ nè, các vị đó vẫn phải chịu. Và một điều nữa đó là điều kiện của đời sống mà trong tăng lữ, trong tăng đoàn nó không có giống như ngoài đời, nó không có được gọi là tiện nghi thoải mái như là ở đời nha. Quý vị xuất gia ở chỗ nào thì chúng ta sẽ nhận sự ảnh hưởng ở chỗ đó. Có nhiều khi á, mình bệnh không có thuốc uống cũng có, rồi nhiều khi là mình bệnh mà không có điều kiện để chữa trị cũng có. Và trong những điều kiện đó đó, xin thưa là nếu như đối với người cư sĩ đó, thì họ nghĩ là chắc có lẽ là các sư thì chắc các sư mở miệng kêu gọi, nhưng thật sự thưa quý vị rất là ít trường hợp á, mà kêu gọi, thậm chí rất là hiếm. Và phải nói là đặc biệt là những vị mà gọi là thiểu dục á, thì các vị đó thậm chí là thà chết chứ các vị đó không kêu gọi. Mà như vậy thì quý vị thấy là cái mình gọi đã nói là bệnh mà không mở miệng ra kêu thì ai biết đường đâu mà chữa. Chính bởi vì như vậy đó, có nhiều khi căn bệnh đó nó thậm chí xin nói căn bệnh đó mà tốn quá nhiều, vì đó thấy là căn bệnh này tốn nhiều tiền quá thì cũng không muốn làm phiền cư sĩ, cho nên vị đó cũng im luôn, không kêu gọi. Thành ra là rất nhiều vị có bệnh nhưng mà không chữa và chấp nhận sống với căn bệnh đó, đúng như lời Phật dạy. Tức là nếu như căn bệnh đó đó mà không có được cái điều kiện, không có được cơ hội để chữa trị, thì vì đó phải quán tưởng rằng đã rất nhiều kiếp ta là nô lệ cho tấm thân này rồi, cho nên ta sẽ không là nô lệ cho tấm thân này nữa. Và vì đó chịu đựng căn bệnh đó, tiếp tục thực hành. Chính bởi vì như vậy đó, sư mới nói là nếu như quý vị nhiều bệnh nha, mà quý vị sẵn sàng tử vì đạo đó, tức là thực hành cho tới chết đó, thì hẳn đi xuất gia, hẳn tính tới chuyện xuất gia. Đó là chưa kể là có một số căn bệnh là không được xuất gia, ví dụ như những căn bệnh truyền nhiễm chẳng hạn, hoặc là mình bị thiếu chi đó thì cũng sẽ không được xuất gia. Và xin mời sư Tuệ Tương chia sẻ thêm về vấn đề này, tức là một cái vị mà bây giờ bệnh quá mà muốn đi tu, không biết là cái đời tu nó có hỗ trợ căn bệnh hay không, hay là tu là chỉ có là đi tới niết bàn sớm thôi. Dạ, thưa Đức, thưa quý vị. Thì ở đây là cái vị này nói là cái tình hình đó, sức khỏe không tốt. Thì cái từ không tốt này đối với sư cũng nó cũng trừu tượng, nó cũng mông lung quá. Nó không, nó chung chung quá, nó không biết là không tốt là ở mức tầm mức độ nào, đúng không? Thì ở đây bây giờ sư đưa ra cái hai cái vấn đề. Và đây là dựa trên những câu chuyện có thật thưa quý vị. Tôi nói thật nha, những cái trải nghiệm của bản thân sư và cái tài liệu này xin mà sư kể xong hai vấn đề này nè, không rồi quý vị sẽ là người tự đưa ra câu trả lời là có nên hay không. Thì trước khi vô cái phần trả lời chính đó, thì để Đức Hạnh Tuệ
Riêng nói về cái vấn đề mà gọi là xuất gia đó, thì Đức Thanh Tạng có nhấn mạnh quý vị đó, quý vị ghi nhớ nha, tại vì có những cái bệnh đó, mà trong tinh thần tạng luật á, giống như bệnh truyền nhiễm, bệnh da liễu đó, thì mình không nên xuất gia. Đó. Bây giờ sư sẽ nói về khía cạnh mà sư sẽ không nói cạnh xuất gia nữa, nhưng mà giờ sư nói khía cạnh mà nếu mà bệnh bệnh đi, mà cho bệnh, mình cho bệnh nặng đi ha, bệnh nặng đi, cho bệnh nặng đi. Đó. Vậy có thể gọi là giờ tạm gọi ví dụ một cái bệnh để ví dụ đi, như là suy thận đi. Không, vậy thì xuất gia liệu có chuyển hóa được nghiệp của bệnh tật không ạ? Thì ở đây xin thưa quý vị, có nói là chuyển hóa được không, thì ở đây sư xin nói là có thể và không có thể. Đầu tiên là sư nói có thể đi. Không. Tại sao có thể? Bởi vì nếu quý vị có tìm hiểu á, thì sư quý vị lên đánh một cái từ khóa, từ khóa là lợi ích chữa bệnh trong thiền quán, tài liệu là của ngài thiền sư Mahasi, dịch Việt ngữ là Tỳ Kheo Tăng Định, cái nguồn là từ trang web bút sách.net, đó đây là từ khóa đó quý vị sẽ đọc qua. Thì trong đây ngài thiền sư có liệt kê một số trường hợp đặc biệt, một số trường hợp đặc biệt nghe thưa nghe vị, là khi mà thực hành theo lời Phật dạy, có nghĩa là thực hành giới định tuệ đó. Hay gọi là thực hành cụ thể đây là ngài nói thực hành thiền nữa ha, thì ngài nói là trong đây có những trường hợp giống như trường hợp B1 nè, một vị trưởng lão tự chữa trị khỏi chứng bệnh rối loạn tiêu hóa kinh niên. Rồi lại một trường hợp khác là cai rượu qua pháp niệm. Rồi lại một trường hợp là một nữ hành giả tự chữa trị khối u ở bụng. Đó vân vân vân. Rồi quý vị muốn muốn đọc xem tài liệu này thì quý vị đánh vô từ khóa là lợi ích chữa bệnh trong thiền quán của ngài thiền sư Ma Si, nguồn là trong web bút sát. Đó là cái vấn đề mà tại sao sư nói là quý vị hỏi đó, có nghĩa là khi mà con tu á, con có chuyển hóa được nghiệp không, chuyển hóa được nghiệp không, thì ở đây là sư nói có thể không, thì đầu tiên là có thể có đó. Đó là những cái dẫn chứng mà sư nhấn mạnh ở đây là những trường hợp đặc biệt. Bây giờ trường hợp mà không là sư sẽ kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện có thật là như vậy. Trường hợp không á, thì Đức Hạnh Tại đầu hồi nãy Đức Hạnh Tại cũng có nói rồi, là những trường hợp mà giống như như mà bệnh nghiệp đó, như Đức Phật ngài cũng phải chịu, và các vị chư thánh tăng cũng phải chịu, như bệnh đau lưng, bệnh kiết lỵ, bệnh da dày. Cái câu chuyện mà sư kể đây á, là xảy ra vào năm 2017, cuối 17 đầu 2018, ở bên trường thiền ngài Chatila, mà năm đó sư nhập hạ. Thì có một cái vấn đề như vậy là có nhiều người đọc qua cái tài liệu mà chữa bệnh bằng thiền quán này nè, và nhiều 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 tài liệu khác nữa, chứ không phải riêng tài liệu ngài Ma Si. Sư chỉ lấy tiền liệu tài liệu ngài Ma Si lấy làm điển hình thôi, thì họ hiểu một cách máy móc. Thưa quý vị, cái máy móc là sao? Câu chuyện xảy ra trường thiền là như vậy, là có một vị nữ đó, chứ xong không nhớ rõ là tu nữ hay là nữ cư sĩ, thì khi mà cái vị đã tu một thời gian thì trong người rất là bệnh, nghĩa là bệnh những cái khi mà sư nghe kể lại thì nó là những cái một, có nghĩa là ngồi không nổi, ăn không nổi đó, thậm chí ói mửa này nọ cái gì đó. Nhưng mà rồi á, không biết là nghe ai ở trong trường thiền đó, nghe ai ở trong trường thiền mới nói là pháp pháp đó, đèn tù đó, pháp 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 chứ phải bệnh đâu, bây giờ tu mà sao mà vượt qua được luôn đó, mới đạt được những tuệ giác cao, đó là pháp. Nhưng mà xin thưa quý vị, chính vì cách hiểu mà máy móc đó, cho nên tới hồi mà bệnh chịu không nổi rồi, xe chịu thiền mới đưa ra ngoài Mandalay, ở ngoài bệnh viện Mandalay, ngoài Mandalay cách đó khoảng 4 tiếng đi xe, thì mới phát hiện ra là sốt xuất huyết. Thế vậy đó, cho nên quý vị phải hiểu trường hợp này nè, đúng là có những cái trường hợp mà chữa bệnh bằng bằng thực hành giới định tuệ, bằng thiền Vipassana thiệt, không, nhưng mà mình phải hiểu đó là những trường hợp mà đặc biệt, chứ không á, mình không có hiểu máy móc là mình nói là khi mà tu á, là bệnh 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 mình tu là bệnh đó, đó là pháp.
Không, tại vì có nhiều vị vị đó, đọc vô các đọc 16 tầng tuệ minh sát mà một số vị thiền sư họ mô tả đúng là có những cái tầng tuệ, mà khi mà mình tu mà đạt cái tầng tuệ đó, mình cảm thấy trong người mình nó cũng như là nó bứt rứt, mà nó bệnh này nọ giống như một cái khối u vậy đó, đúng không? Nhưng mà đó là chạy, nhưng mà phải hiểu đó là cái tuệ giác, sự biết tuệ giác, chứ không phải là hiểu theo cái sự cái chi hiểu biết của phàm phu mình, đúng không? Hiểu biết của cái người mà chưa đạt tự quán rồi mà tự suy diễn ra, mình nói à cái này là tu như vậy, là mới tu như vậy, như vậy bệnh gì tới đây là đạt tự giác mới là pháp này. Không thì mình cố chấp đó, đó là không phải. Cho nên cái trường hợp á, mình phải chính bản thân mình đó, khi mà mình hành thiền như cống vị đó, hành thiền á, khi mình ngồi cảm giác, có nhiều vị hỏi sư là khi mình ngồi thiền á, là sư ơi khi đau á, khi mà còn đau á, đau mà đau khốc liệt đó nha, chứ đau hơi thì mình không nói, đau khốc liệt thì con có nên đổi hoài nghi không? Thì sư nói nên mà cũng không nên. Nên là nên sao, là nên đó, là mình đổi quay nghi, khi mình chịu không nổi mình đổi quay nghi một cách chánh niệm, đúng không? Còn khi mà cái cơn đau mà nó chưa tới, cơn đau mà nó chưa tới thì mình phải có sự kham nhẫn để mình hiểu được cái thực tính của pháp, đúng không? Thì cái việc bệnh tật cũng vậy, có nhiều người hỏi là khi mà bệnh tật như vậy thì có nên hành thiền để không, thì quý vị phải hiểu là có những trường hợp mà bệnh ví dụ mình một thời gian dài mình hành thiền đi, đúng không, mà mình thấy nơi nội tâm mình nó toàn tâm sân không à, không có một thiện pháp phát triển, mà tu càng ngày càng sân, mình thấy bứt rứt, mình thấy khó chịu, mình thấy đau khổ này nọ, thì mình phải tự đi mà khám bác sĩ, mình kiểm tra cho kỹ có cái bệnh gì không, đúng không? Rồi mình tiến hành thực hành tiếp, đúng không? Còn nếu mình chấp vô đó mình nói à nên đọc sách của mấy ngài thiền sư nè, mấy ngài sư cũng nói chữa bệnh bị ung thư hay là nó bị bệnh nghèo nè, đúng không? Rồi thực hành là hết, có nghĩa là sách không sai, có nghĩa là các ngài thiền sư nó không sai, nhưng mà phải hiểu đây là những trường hợp đặc biệt, là đôi khi trong quá khứ họ vun bồi ba la mật rồi, họ cái cách vun bồi giới về định về tuệ họ nó đã viên mãn rồi, cho nên là ngoài cái sự nỗ lực của họ rồi cộng thêm cái năng lực đó giúp họ trải qua được cái căn bệnh đó, không? Chứ mình không có thể mình đem cái trường hợp đó mình ra một cách máy móc như vậy được. Cho nên trước khi kết thúc cái câu trả lời ở đây thì sư cũng muốn nhắn gửi là cái việc á, mà mình tu á, cái chuyển hóa bệnh tật hay không thì mình phải đầu tiên phải hiểu rõ cái đó, đúng không? Là được, có thể chuyển được, có thể không chuyển được, đúng không? Rồi cái việc đó, cái việc mà chuyển được không được đó, chính bản thân mình phải có trách nhiệm với bản thân mình, chứ đừng bao giờ mà hiểu một cách máy móc hay là nghe ai đó nghe nghe ai mà tùy tiện nói, đúng không? Rồi mình thực hành sai, thì cái đó để mang lại cho mình cái khổ đau ngay trong hiện tại và nghe khổ đau ngay trong tương lai. Và cũng xin kết thúc cái phần trả lời câu hỏi này. Dạ vâng. Thì sự nhắc lại á, để cho quý vị nhớ như thế này. Cái thứ nhất á, là ở trong thanh tịnh đạo á, ngay cả khi mình bị bệnh thì việc cần làm đó chính là chữa bệnh. Trong thanh tịnh đạo có nói là khi mà bệnh thì nên đi chữa bệnh. Chứ không phải là khi mình bệnh là mình lo mình ngồi mình quán, không có. Khi chữa bệnh là mình lo mình khi mình bệnh là mình lo đi chữa bệnh. Và khi mà cái chuyện mà chữa bệnh, thứ nhất là nó dẫn đến cái chuyện là mất quá nhiều thời gian, cái thứ hai và mình nhắm là không được rồi đó, thì mình sẽ đi đến một cái quyết định là ta sẽ không có lệ thuộc vào cái tấm thân này nữa. Đó là cái hết sức quan trọng như sư Tuệ Tường nói đó nha. Chứ còn như là bệnh sốt xuất huyết mà cứ ngồi ở đó mà quán hít thở thì sư e là mình đi ngược với cái lẽ thường tình đó. Và nói như vậy á, thì để quý vị hiểu ha. Và xin thưa là nhắc lại quý vị một lần nữa nè, nếu như quý vị mà bệnh mà quý vị chọn cái đường tu á, mà nghĩ là cái chuyện tu thì nó sẽ đổi nghiệp á, thì sư không khuyến khích. Nhưng nếu như quý vị nghĩ á, bây giờ trước sau mình cũng chết thì thôi mình đi tu đi để dành những cái giây phút cuối đời sống trong chánh niệm thì sư khuyến khích. Tức là mình sẵn sàng đối diện với cái chết. Thì khi đó đó sư nói nha, cái tâm lý á, mà thực hành mà chờ chết á, cái tâm lý đó, đó nó có thể chuyển hóa được một số trường hợp. Và quả thật đúng là sư đã có biết về một vài trường hợp như vậy. Nhưng như sư nói đó, không phải là họ
suy nghĩ là tôi đi tu là để tôi chữa bệnh. Không, mà họ suy nghĩ là bây giờ bệnh tôi không qua khỏi, cho nên là thay vì tôi chết trên giường bệnh không có niệm, thì tôi sẽ chết trong khi chánh niệm. Và thế là vì đó hành thiền với cái sự trông đợi cái chết đến, sẵn sàng để đón chờ cái chết. Và cứ như vậy là không hiểu như thế nào, có thể là do nghiệp, do phước, mà vì đó hết bệnh hồi nào không hay. Nhưng sư nói cái gọi là cái tâm lý khác nhau đưa đến kết quả khác nhau. Và qua câu hỏi tiếp theo.